Hello, xin chào Chung. Sao không nghe gì hết? Đã nghe chưa anh? Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Em chào anh cơ quan, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Anh vừa đặt câu hỏi về thông cáo đúng không ạ? À. Thì thông cáo có thể nói là cái từ thông cáo đó là văn bản do tổ chức cơ quan nhà nước ban bố để mọi người biết tình hình sự việc có cái tầm quan trọng nào đó. Đó là cái chúng ta hiểu về thông cáo. Còn thông cáo báo chí là cái bản mà tóm tắt những cái sự thật về một chương trình hay một vấn đề mà các cái cơ quan chức năng hoặc là các cái tổ chức cá nhân muốn cho giới truyền thông quan tâm. Chúng được viết theo là cái thông cáo đó, chung đó được viết theo một cái mẫu chuẩn và tiêu chí chính là của một cái thông cáo báo chí là nó phải chứa được cái tin tức. Cái tin tức đó là ví dụ như kiểu mà chúng ta hay hay gặp đó là gì? Đó là khi mà lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta mà đi họp ở các cái cơ quan nhà nước tổ chức hay cái gì đó thì sẽ đặc biệt là qua những cái chuyến thăm đó, các cái chuyến thăm của lãnh đạo nhà nước đến một quốc gia khác thì thường thì người ta đã sẽ ra một cái tuyên bố chung hoặc là cái thông cáo báo chí về cái cuộc gặp gỡ đó. Đó thì chúng ta có thể hiểu là qua đó thì người ta sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí thông tấn nắm được cái thông tin từ đó để truyền tải đến cho người dân của hai nước hoặc là cộng đồng quốc tế có thể biết được về cái buổi làm việc hoặc là cái quá trình mà thăm và làm việc thì giữa hai đoàn của hai quốc gia người ta sẽ thỏa thuận hoặc là hợp tác trên lĩnh vực nào và ra tuyên bố những cái lĩnh vực nào đó thì hợp tác như thế nào thì người ta sẽ có cụ thể và qua đó thì các cơ quan báo chí người ta nắm được cái nội dung chính để người ta dẫn các nguồn tin đó và À, người người ta ta truyền tải đi. truyền tải đến người dân của một quốc gia nói riêng và trên quốc tế nói chung. Thì đặc biệt là cái đợt này Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sang cùng với lại các lãnh đạo các nước ASEAN sang Mỹ để dự cái hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm và cũng có làm việc với lại chính phủ Hoa Kỳ cũng như là thăm và làm việc tại Liên Hợp Quốc. Thì sau khi làm việc xong thì cái việc mà các cơ quan của các quốc gia đó sau khi đạt được những cái bước tiến trong vấn đề ngoại giao cũng như đạt được những cái thỏa thuận về các cái hợp tác kinh tế văn hóa xã hội hoặc là về quân sự chẳng hạn thì người ta sẽ ra những cái thông cáo hoặc là tuyên bố chung. Thế À, thì chúng ta có thể hiểu thôi. nhưng mà thế này là chung à, vấn đề là thí dụ như là như nãy anh có đeo câu hỏi đó là khi ra gọi là cái gì đó gọi là thông cáo đúng không, thì ý ý anh á là thuộc cái tầm nào, cơ thí dụ tổ chức nào, tổ chức hay cơ quan hay công ty hay xí nghiệp hay hay là bộ ngành nào đó, thì thường thường người ta dùng cái khái niệm là ra thông cáo thì nó sẽ phù hợp với cái đó, hay là một quốc gia à, là tức là anh muốn tìm hiểu về vấn đề đó, hay là đơn thuần chỉ là ai thích mà muốn muốn nói cái gì nói là người ta gắn cái mác thông cáo vào là được, vấn đề nằm ở đó, Chung hiểu Dạ thì không? theo như em có tìm hiểu một chút á thì thường á là các cái cơ quan mà phụ trách cái lĩnh vực này đó là Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao của một quốc gia thì người ta sẽ đưa ra cái thông báo này, cái thông cáo Coi như này, là ít nhất nhưng là mà phải từ cấp bộ đúng không? Coi như ít nhất là phải dạ từ đúng cấp rồi. bộ đúng không? Dạ thì qua cái việc làm việc ký kết giữa hai đoàn của hai quốc gia thì người ta sẽ có những cái buổi làm việc tiếp xúc. Sau đó thì qua các buổi làm việc đó thì sẽ đạt được những cái thỏa thuận gì. Thì sau đó giữa hai bên mà thống nhất về quan điểm thì dĩ nhiên là có những điểm người ta sẽ thông cáo để cho mọi người biết, À nhưng có những cái lĩnh vực nó thuộc về an ninh quốc gia hoặc là
các lĩnh vực khác thì người ta có thể người ta sẽ không thông cáo, chứ không bắt buộc người ta phải thông cáo hết, theo em nghĩ là như vậy thôi. Thì ở đây thì chúng ta nhìn nhận đó là cái việc mà thông cáo đó phải là đại diện của một quốc gia, đó đại diện của một quốc gia, có thể là Bộ Ngoại giao hoặc là có thể như là có thể như ở Mỹ thì người ta hay gọi là ngoại trưởng đó, hoặc là phó ngoại trưởng hay cái gì đó. Chứ còn cái tổ chức khủng bố Việt Tân này ấy, thì người ta lại không có hiểu được cái, có lẽ là người ta hiểu thế nhưng mà người ta lại không có nhận thức được cái vị trí vai trò của mình. Việt Tân ở Mỹ là gì, đúng không ạ? Đã được nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đã xếp vào diện là gì, tổ chức khủng bố. Thế ở nước Mỹ thì cũng chỉ là một cái, có thể là một cái tổ chức hoạt động về chống phá nhà nước Việt Nam thôi, và chuyên đi như chúng ta nói đó, người ta tuyển những cái người mà có thời gian hoạt động trên không gian mạng và đặc biệt là làm việc không lương, thậm chí là hàng tháng có thể là phải đóng kinh Đóng phí, góp ví vào dụ như quỹ. vậy, theo theo như cái của ông gì đấy, ông Nguyễn Thế Quang hay ông gì, ông đăng lên trên mạng đó, chúng ta thấy nó rất là vô lý. Thì em nghĩ là Việt Tân đó, thì có khả năng thì tiến bộ hơn một chút, đó là sao, đó là người ta có kinh phí, thì kinh phí ở nguồn ở đâu ra thì chúng ta cũng không có đề cập. Thế nhưng người ta cũng tuyển dụng rất là nhiều người, đặc biệt là những cái thành phần mà sống tại hải ngoại đó, mà theo em nghĩ là cũng chả có công ăn việc làm gì, hàng ngày thì cứ lên mạng ra rả nói xấu nhà nước, và những cái thành phần ở trong nước ấy, thành phần bất mãn cơ hội đó, thì người ta tuyển những cái thành phần đó. Và như chúng ta biết là cứ các cái tổ chức này ấy, thì người ta trích ra một phần và người ta lôi kéo dụ dỗ hứa hẹn này kia là anh cứ phá đi, cứ chống đi, rồi có gì chúng tôi đưa anh sang Mỹ. Cái trường hợp này nó diễn ra rất là nhiều rồi. Và cái tổ chức này thì ở bên Mỹ thì theo em nghĩ nó cũng như các tổ chức là nhỏ khác thôi, chứ không có ảnh hưởng gì đến cái đường hướng ngoại giao cũng như là chính trị của nước Mỹ. Thế nhưng mà người ta lại đăng lên một cái thông tin mà theo em nghĩ là người ta lại quên mất mình là ai, ở vị trí nào, làm thay cả cái công việc của một bộ ngoại giao của một nước, thì em thấy rất là buồn cười. Không biết là em nói có thể hơi quá một chút, đó là nhận thức của các anh các chị cô chú ở bên kia thế giới như thế nào thì em không có biết. Thế nhưng mà ít nhất là các anh các chị đã sang đến nước Mỹ, nó có những cái văn minh và tiến bộ như vậy, thì các anh Đúng cũng nên rồi. phải tìm hiểu xem là thông cáo nó là cái gì, Đúng thông cáo báo chí là gì, đúng không ạ, tuyên bố chung là gì, để mà tìm hiểu, để mà nắm bắt, để mà đưa ra được những cái câu nói cho nó phù hợp. Chứ tổ chức Việt Tân không lẽ anh định thay mặt cho cả nước Mỹ hay sao, thay mặt cho chính phủ Mỹ hay thế Đúng nào, rồi. hay là các anh chuẩn bị là đánh chiếm đồi Capitol lần thứ hai đó, thì Đúng em rồi. thấy rất lạ lùng là như vậy. Nhưng mà trong cái tổ chức Việt Tân á, mà hay hay là mình gọi là cái Tân tộc á, thì họ họ có ai là một gọi là thành viên hay là một đại biểu trong Quốc hội của Hoa Kỳ không ta? Cái đó Theo thì theo em cũng không theo tìm hiểu của có Trung á. theo như em tìm hiểu thì hình như là cũng không có đâu. Bởi vì là sao, bởi vì là Việt Tân thì người ta hay gọi là gì ạ, Đảng Việt Tân. Bản thân Việt Tân thì cái tổ chức khủng bố này cũng có là tổng bí thư cơ mà, người ta cũng 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 đặt, đúng không ạ, như ông Lý Thái Hùng hay ông gì đấy, em không nhớ tên lắm, nhưng mà tên là Hùng thì cũng tự xưng là tổng bí thư của Đảng Việt Tân. Mà cái này chúng ta nghe quen quen nhé, nghe quen quen nhé. Tổng bí thư là thường là chỉ các nước mà theo cái Theo chủ nghĩa sản đúng đúng không? rồi, theo cái gọi là chúng ta thực hiện cái thể chế chính trị là xã hội chủ nghĩa đấy, hay là cộng sản chủ nghĩa, thì cái gọi là tổng bí thư. Nhưng mà đây ông ta cũng tự xưng là tổng bí thư, mà Logic chúng ta thấy là gì, ở Mỹ là nếu như em nhớ không nhầm là hình như có 7 đảng lớn nhỏ thì phải, trong đó có đảng cộng sản Mỹ, rồi đảng xanh, rồi cái gì đó, mà 2 đảng lớn nhất là đảng dân chủ và đảng cộng hòa. Thì chúng ta thấy về mặt cơ bản đó, là hai cái đảng dân chủ và cộng hòa là thay nhau nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ, đại diện hai cái đảng đó. Thì về cơ bản thì trong quốc hội Mỹ hay là lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ đó, hạ viện và thượng viện đó, thì người ta chủ yếu là gì, chủ yếu là những đảng viên của các cái đảng này đó, đảng viên của các cái đảng này, thì rất là dễ hiểu thôi.
bởi vì là đảng của người ta mà, đảng nào cầm quyền thì người ta đưa vào các cái gọi là các cái thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ đó để phục vụ gì, phục vụ cho cái việc hoạch định đường lối. Dĩ nhiên là đảng này lãnh đạo hay đảng kia lãnh đạo thì người ta vẫn phục vụ chung cho nước Mỹ. Thế nhưng mà em cũng chưa nghe thấy người gốc Việt nào mà từ sau năm 1975 sang Mỹ mà vào Quốc hội Hoa Kỳ, và đặc biệt là thành phần của Việt Tân thì em nghĩ là càng không có, rất là hiếm. Nếu như ở một khu vực nhỏ thì có khả nếu năng nếu là mà như có, vậy nói chung, nếu nếu như vậy nói chung thì có phải họ có thể, chúng ta có thể xem họ là những thành phần gọi là lật ngô, đúng không? Bởi vì cái vai trò vị trí của họ như thế nào trên thế giới, như thế nào tại nước Mỹ và như thế nào tại Việt Nam thì mọi người đã nắm rất là rõ rồi, đúng không ạ? Mà trong khi họ lại ra thông cáo về cuộc họp thượng đỉnh nha, thượng đỉnh mới chịu ạ. Thượng đỉnh của Mỹ và ASEAN thì mọi người thì cũng hiểu là một Mỹ là quốc gia như thế nào và các nước ASEAN là như thế nào luôn đó. Thì theo chung thì cái thành phần này có phải là quá lộng ngôn không, quá lộng ngôn không, và cái vấn đề của họ đưa ra đó là nó có gì đó nó mang cái sự kịch cỡm, mà chúng ta nói một câu mà dân giả ở ngoài xã hội á, là cái kiểu mà bố láo bố toét thôi.